Tài đóng vai bạn của một ông bạn già, đó là Hoài Linh, đó là anh Tư, còn Tài là ông Năm. Thì đây là một cái vai mà cái Tài rất là ấn tượng và rất là kịch bản gốc viết ở dưới cái thể loại là sân khấu, còn cái mà chúng ta sẽ xem thì ở thể loại điện ảnh. Thì đương nhiên là nó phải khác rất là nhiều về mặt hình thức, nhưng cái tinh thần, cái ý tưởng và những cái thông điệp, những cái gửi gắm của cái sân khấu và điện ảnh thì nó gần như là một. Với cái câu chuyện này 20 năm trước thì sân khấu đã dựng và rất là thành công. Tôi nghĩ rằng cái góc độ của sân khấu kể chuyện với một cái góc độ của sự cảm thông với những người già xa xứ, thì với bộ phim này tôi thêm một chút xíu, đó là cái góc độ của những người trẻ nhìn về ông bà mình và có một cái sự thay đổi. Là từ phú tương bao kim sắc phang môn đàn. Where you from? Are you from America? Chú bé mà là con né. Còn giờ mất nét rồi. Phim Vợ Cổ Hoài Lan nhấn mạnh hơn về tình cảm sâu sắc của những người Việt Nam sống ở nước ngoài và đẩy lên cao trào khác nhau của người ông và người cháu. Còn ở trong vở kịch thì họ nhấn mạnh đến tình cảm của hai người già sống cô đơn ở xứ người. Cũng có rất nhiều cảnh làm xúc động, nhất là cái cảnh mà chú Hoài Linh với lại tất cả anh chị cô chú trong căn nhà mà nói chuyện với nhau và hát. Em vẫn bình thường, em vẫn coi, em vẫn cười, nhưng mà không biết tại sao nước mắt em lại tự chảy ra. Sau khi xem xong, cái cảm xúc nó rất là bồi hồi, rất là nghẹn ngào và thậm chí mình đứng lên không nổi nữa, bởi vì nó quá nhiều cảm xúc nó dồn nén vào trong tim của mình. Sau khi đóng bộ phim này thì tôi thấy là mình có nhiều cái trải nghiệm nhiều hơn, mình hiểu được là ngày xưa ông bà mình như thế nào, rồi nó giúp cho Will có những cái suy nghĩ tích cực hơn và tốt hơn giữa người với người, và đặc biệt là về quê hương mình. Điều tôi rất là mong muốn đó là tìm được những cái sự đồng cảm của nhiều khán giả. Mọi người nhớ ra rạp xem phim Vợ Cổ Hoài Lan vào ngày 24 tháng 3 nha.